quý vị khán thính giả, đây là tiếng nói của ban biên tập trang nhà sách hiếm.net và kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết. Kính thưa quý vị, Petrus Trương Vĩnh Ký là một nhân vật theo đạo Thiên Chúa giáo, có nhiều công trạng với Pháp. Ông rất là thông minh và để lại nhiều công trình về văn hóa, và vì thế phía nhà thờ ca tụng ông, tôn vinh ông từ xưa cho tới ngày nay. Và bất cứ lúc nào họ cũng tìm cách vinh danh ông rất là lớn. Nhưng mà qua thời gian thì những cái hành vi mà ông có cộng tác với Pháp để làm cho nước ta dễ rơi vào trong cái vòng bảo hộ của Pháp thì được người ta tìm ra, dần dần tìm ra, do đó là ông trở thành một nhân vật đang tranh cãi. Và vì thế chúng tôi xin cống hiến với quý vị hôm nay cái bài Hành Trình Đi Tìm Ông Trương Vĩnh Ký của giáo sư Nguyễn Thái An. Ông Nguyễn Thái An là giáo sư dạy kiến thức xã hội thời trước năm 1975 ở trường Trung học Cựu Hội Thủ Đức. Ông có kiến thức rất là rộng, ông có cả 5 cái bằng master. Ông có kiến thức rất là rộng rãi và uyên thâm nhờ vào cái thói quen đọc sách, đọc báo và đi du lãm nhiều nơi. Ông đọc rất nhiều, tuy nhiên ít khi viết hay là tham dự tranh luận trên bất cứ diễn đàn nào, dù là diễn đàn của riêng trường Cựu Hội Thủ Đức của ông. Theo lời tâm sự của giáo sư, có lẽ đây là lần đầu tiên ông lên tiếng sau những lá thư xúc cảm về Trương Vĩnh Ký. Trang nhà sách hiếm nét rất hân hạnh được phép đăng lá thư này, không những vì giá trị lịch sử mà còn là giá trị văn chương và cái nhẹ nhàng mà sâu sắc, cũng như không thiếu phần cương quyết và thẳng thắn trong lập luận của giáo sư Nguyễn Thái An. Xin bắt đầu bài viết Hành Trình Đi Tìm Ông Trương Vĩnh Ký của giáo sư Nguyễn Thái An. Thưa quý vị, khi tôi ở tuổi 14-15 đang học ở trường Petrus Trương Vĩnh Ký, tôi cùng một vài bạn khác có tham vọng to lớn là thu thập tài liệu để viết về ông Ký. Về ngôi trường của tôi đầu tiên là những chuyện huyền bí. Một người sai dịch và làm công tác quét dọn đã thề thốt, sống chết là nhiều đêm. Trong những năm trước năm 1945, ông ta thấy bóng một người mặc quần áo đại triều như ông Petrus Ký mặc hồi làm quan ở Huế, đi ở hành lang nhà trường, và chuyện cha của người bạn tôi đánh một ông giáo sư Pháp vì ông này đã mắng học trò Việt Nam là sans race, là tạm dịch là giống dân dơ giấy. Tất nhiên, người thiếu niên anh hùng này bị tống cổ ra khỏi trường. Rồi những mẩu chuyện về bậc đàn anh của tôi như là Phạm Thiều, Lưu Hữu Phước, Trần Văn Khê, Trần Thượng Thủ và Trần Văn Ơn, cho đến năm 1954, trường Trương Vĩnh Ký được coi là ổ kiến lửa chính trị. Tôi đã lặn lội đi viếng nhà và hai ngôi mộ của ông bà Trương Vĩnh Ký ở gần góc đường Trần Hưng Đạo, còn được gọi là đường xe lửa giữa và Nancy, sau đó là Cộng Hòa và nay là Nguyễn Văn Cừ. Vào thời đó, khu vực này là ngoại ô của hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn, một vùng yên tĩnh thích hợp cho một nhà trí thức khi sống cũng như khi nằm xuống. Ở ngôi mộ của ông Ký có một hàng chữ Latin. Lúc đó tôi không hiểu ý nghĩa là gì, nhưng về sau có một bài nghiên cứu cho biết đó là hãy để cho tôi yên. Tôi cũng không biết phải giải thích thêm ra sao. Cũng nên nhắc lại rằng chữ Petrus là chữ Latin không có dấu sắc. Và thưa chị BH, và những năm tháng cuối đời của ông Ký không có nghèo túng đói rách như chị nghĩ đâu. Xin giải thích là BH là tên của một nữ sinh của ông ngày xưa, và sau này thì có những cái câu hỏi về nhân vật Trương Vĩnh Ký, như đã trình bày là một nhân vật rất là đầy tranh cãi trong thời nay, cho nên ông mới gọi là chị BH, nhưng mà thật ra đó là học trò của thầy, học trò của giáo sư. Gần đây tôi có trở lại nơi này thì được thấy lại một cảnh tang thương hai ngôi mộ không được chăm sóc chu đáo. Gần đó là nơi rửa chén cho một quán ăn, có dây phơi quần áo và hình như có một cái cầu tiêu giả chiến. Dòng chính của họ Trương Vĩnh đã đi Pháp. Ngôi nhà thờ họ này hoặc là do dòng phụ chủ trì, hay là bán cho người ngoài, hay là đã bị tịch thu. Từ bến xe Chợ Lớn đi xe đò về Mỹ Tho, rồi khi đi xe ôm ra bến phà Rạch Miễu. Khi đi phà Rạch Miễu qua sông Tiền Giang, nay thì không cần phải đi phà vì đã có cầu Rạch Miễu mới khánh thành. Phà sẽ chạy qua trung tâm tu tập của ông Đạo Dừa,
vì lãnh đạo tinh thần của tôi xuống phà ở bên kia sông, đi xe ôm, xe lôi, xe đò để vào thành phố Bến Tre. Đoạn đường này vào thời chinh chiến được coi là nơi hồi hộp, nay thì phía tay trái có lăng Nguyễn Thị Định. Tiếp tục đi về phía tây và phải dùng phà qua sông Hàm Luông để vào thị xã Mỏ Cày. Từ đây đi ngược theo hướng tây bắc, dọc theo sông Cổ Chiên đi về Cái Mơn, quê hương của ông Petrus Trương Vĩnh Ký. Đoạn đường này vắng vẻ, cây cối xanh tươi, dân chúng chuyên về nghề vườn tược. Đến Cái Mơn, tôi hỏi thăm một vài người để được hướng dẫn đến tấm bia người Pháp dựng lên đánh dấu nơi sanh của ông Trương Vĩnh Ký. Di tích lịch sử này cũng không được dân địa phương chăm sóc kỹ lưỡng, nhiều cỏ dại và một vài cái bao plastic. Họ ơ hờ với con người nổi tiếng nhất của Cái Mơn. Người lái xe ôm ngạc nhiên hỏi tôi: "Ông có phải là người Công giáo không mà đi tìm đến nơi sanh trưởng của ông Trương Vĩnh Ký vậy?" Xin đáp: "Tôi đi tìm đến đây là vì ở một thời xa xưa ông ta là thần tượng của tôi." Rời Cái Mơn đi Chợ Lách, vượt qua sông Cổ Chiên bằng phà vào thành phố Vĩnh Long, rồi đi xe đò dọc quốc lộ 1A về Sài Gòn, qua Cái Bè, nơi mà năm 1865 Trần Bá Lộc được bổ làm chủ quận đầu tiên, hàm tổng đốc lúc 26 tuổi. Trần Bá Lộc là một người thông minh đa tài, phục vụ hết mình cho thực dân trong việc bình định chém giết không nương tay nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực và thủ khoa quân như Hoàng Cao Khải ở Bắc, như Nguyễn Thân ở Trung. Khi làm chủ quận ở Cái Bè, ông điều khiển việc đào mấy chục cây số kinh đào để tháo nước ở Đồng Tháp 10. Dân nghèo bị bắt đi theo làm sâu và ông đăng ký sở hữu 2.000 mẫu đất. Ông này là Trần Bá Lộc. Thói thường có tài là có tật, tật tự phụ. Ông coi thường một vài xếp tay, tất nhiên họ cho ông ta ngồi chơi xơi nước làm chủ quận Cái Bè 30 năm cho đến khi chết. Và trong vòng 10 năm sau đó, thằng con phá gia chi tử của ông là Trần Bá Thọ bán mất luôn 2.000 mẫu đất. Cuối cùng Trần Bá Thọ tự tử, giống như là bị suối bẫy bởi những oan hồn của nghĩa quân. Rời Cái Bè đi Cai Lậy, nơi này trong thời chiến tranh Việt-Pháp có Hùng Xám Nguyễn Văn Tâm, một nhân vật tai sai khác của thực dân Pháp nhưng ở bên ngoài tầm nhắm của cuộc đi chơi. Và về đến Tân An thì có lăng Nguyễn Quỳnh Đức. Một cuộc đi chơi dã ngoại, sáng ra đi, chiều về nhà, tôi được đi qua nhiều di tích lịch sử. Khi bắt đầu nghiên cứu, tôi nhìn Trương Vĩnh Ký như một thần tượng. Và sau 45 năm và sau vài chục quyển sử, hồi ký, địa phương chí, bình luận, tôi đã đi đến kết luận được tóm tắt trong email của tôi đã gửi lên diễn đàn trước đây. Chú thích số 1. Chú thích số 1 là thư viết ngắn trả lời cho một số email của diễn đàn kiểu mẫu group về Trương Vĩnh Ký. From An Nguyễn, tức là thầy Nguyễn Thái An, gửi đến kiểu mẫu Thủ Đức. Kính gửi thầy Quang, anh Viên Phạm và chị Bửu Hiệp. Thầy Quang đây là thầy Nguyễn Mạnh Quang, tức là cô Bửu Hiệp gửi thư, gửi hỏi, hỏi cô, đặt câu hỏi cho thầy Quang. Và anh Viên Phạm chắc là cũng một người học trò trong trường. Câu chuyện sách ông Nguyễn Hiến Lê bị kiểm duyệt được ông Lê kể lại trong quyển hồi ký của ông ta. Hiện tại tôi đang đi bụi đời xa nhà không thể trưng bằng cớ được. Tôi phải dùng máy điện toán của khách sạn để gửi thư này. Khi nào tôi về nhà tôi sẽ scan một vài trang về câu chuyện này gửi cho quý vị đọc chơi. Về chuyện ông Petrus Ký thì rõ ràng là ông ta là tay sai đắc lực nhất của thực dân Pháp. Ông lãnh lương lớn thứ ba sau hai người Pháp trong nền cai trị thuộc địa Nam Kỳ. Ông là hiệu trưởng hai trường chuyên đào tạo tay sai thông ngôn và đốc phủ sứ cho thực dân Pháp. Ông ta là ông thiện bên cạnh một ông ác là Trần Bá Lộc của thuộc địa Nam Kỳ. Ông là tay sai người Công giáo bên cạnh ông Phạm Quỳnh, tay sai đắc lực khác, người không Công giáo. Xin chị BH tìm đọc bài khảo cứu của ông Nguyễn Văn Trung về Trương Vĩnh Ký và Phạm Quỳnh. Tôi chỉ đọc được bài tóm tắt về bài nghiên cứu này. Những người muốn bào chữa cho Petrus Ký tìm cách bôi vẻ đẹp đẽ nên tặng ông cái danh hiệu nhà bác học.
và theo họ là nhà bác học thì không thể nào là người phản quốc. Có thật ông ta là nhà bác học không? Có thật ông ta biết thông thạo 26 thứ tiếng không? Có thật ông ta là nhà bác học thứ 18 của thế giới, thế kỷ thứ 17 không? Cơ quan nào làm cái việc sắp xếp thứ tự đó? 17 nhà bác học trước ông ta là ai? Có Darwin không? Lịch sử Việt Nam đầy những nhà trí thức lớn và bán nước như Lê Tác, Hoàng Cao Khải, Phạm Quỳnh, vân vân. Cái việc mà người Pháp đặt tên trường Petruski không phải là để vinh danh công trình sáng tác bác học của ông ta, mà là đề cao một thuộc hạ tận tâm. Tôi cũng xin nói ngay, tôi là học sinh của trường này đấy. Thân chào, ký tên ông Đạo. Thì trở lại với cái bài viết. Thầy Hoài, đây cũng là một cái giáo sư của trường dạy, ông dạy cùng trường với trường Cửa Mầu Thủ Đức đấy. Thầy Hoài thật là may mắn hơn tôi vì chỉ đọc một tài liệu trên Wikipedia mà đã có cái nhìn chính xác về ông Trương Vĩnh Ký. Người Tây Phương có thói quen rất sợ, rất kính nể những người chỉ đọc có một quyển sách. Trước khi bàn tiếp về ông Ký thì tôi xin minh xác rằng tôi chưa hề đọc những bài viết của ông Trần Trung Ngọc và cũng không hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì ông Stefano Nguyễn Mạnh Quang viết. Và cũng đừng gài bẫy tôi bằng cách hỏi tôi về liên hệ giữa Hồ Chí Minh và Phan Bội Châu. Xin quý vị đi kiếm sách của Sophie Quinn Judge mà đọc nếu có thời giờ và nhiều tò mò. Trở lại chuyện ông Trương Vĩnh Ký, thầy Hoài không thấy có những cái hư, những cái thổi phồng, những cái bịa đặt bên cạnh những cái thực trong tài liệu nói trên. Trong suốt cuộc đời làm việc với người Pháp, ông Ký được mô tả là làm việc miễn cưỡng, không thực tâm, tiêu cực. Như khi làm hiệu trưởng hai ngôi trường đào tạo cán bộ trung cấp và cao cấp của thực dân Pháp, liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ của họ tại trường đảng cho một người mà không có tim ốc, không hoàn toàn đỏ hay không? Và tài liệu đó đưa ra những lời phê bình tốt của hai ông Sơn Nam và Dương Hồng Sển để bào chữa cho ông Ký. Theo ông Sơn Nam thì dân miền Nam không ghét mà còn ưa ông Ký. Đúng, vì ông Ký đâu có ra đứng đường hạch sách đòi tiền hối lộ chiếm đất của dân nghèo. Ông Ký ở thượng từng lãnh đạo của thực dân Pháp. Họ không biết tiếng Pháp để đọc những bài khảo cứu của ông Ký. Và có bao nhiêu người Việt biết chữ quốc ngữ lúc đó? Còn những người Việt đi tìm đọc công báo gia định báo là để đọc nghị định bổ nhiệm, than ngạch, thuyên chuyển những thông cáo đấu thầu và rồi tiện thể đọc chơi chuyện giải buồn của ông Ký. Sau thời ông Ký, công báo thời Pháp thuộc, thời Bảo Đại, thời Việt Nam Cộng Hòa 1 và 2 đâu có còn phụ trang chuyện giải buồn. Người dân miền Nam chỉ biết đến ông Trương Vĩnh Ký khi ngôi trường Petrus Trương Vĩnh Ký mở cửa. Ông ngoại, ông nội đưa cháu đi thi nhập học. Rồi đến mùa nghỉ hè, thằng con, thằng cháu về quê kể gia đình những chuyện sôi nổi ở trường. Và rồi người cha, người ông đi khoe chòm xóm là thằng con, thằng cháu của họ học ở Petrucki. Cái này đây là nhảy theo cái cách nói của những người nhà quê. Thầy nói cái chữ Petrucki không được cho nên hỏi Petrucki. Ông Vương Hồng Sển, người thầy cũ của tôi cho biết ông Ký không vào quốc tịch Pháp và mặc áo dài đi làm, chuyên lo chuyện đạo lý gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Trước năm 1975, ông Bùi Diễm có vào quốc tịch Mỹ đâu. Ông ta đã thi hành đúng đắn chính sách của người Mỹ ở Việt Nam và người Việt hải ngoại, chứ không phải bọn Cộng sản đâu. Đã tặng ông ta cái danh hiệu là Bùi Xịa. Còn cái áo dài, well, ai cũng biết là cái áo không làm nên thầy tu. Nói theo danh tỳ thời thượng, ông Ký là quả chuối, bên ngoài vỏ màu vàng, bên trong ruột là màu trắng. Ông ta thấy số tiền lương rất lớn của ông hôi tanh mùi bùn không? Hay là những huy chương ông đeo trên ngực có hôi tanh mùi bùn không? Chị BH không thích phương pháp phân tích lịch sử của tôi, lạnh lùng như lưỡi dao của bác sĩ mổ. Để thay đổi không khí, xin mượn thầy Hoài vài dụng cụ về kiểm toán. Tiếng Anh gọi là Cost Benefit Analysis. Quản trị rêu rao là ông Ký không có đóng góp chút nào vào công việc củng cố và bành trướng thuộc địa mà vẫn lãnh lương cao. Thì kiểm toán phải rà soát ở phòng lương bổng, phòng nhân viên, sở tài chánh, sở ngân sách,
xem có cái gì sai trái không, có cái gì mờ ám không. Với số lương đó, ông Ký phải làm việc trên 40 giờ một tuần và không lãnh phụ trội. Sáng ra đi, con chưa thức dậy, rời sở về đến nhà con đã đi ngủ. Lãnh lương cao mà lạn để đi học thêm sinh ngữ, lạn để viết các bài khảo cứu, lạn để đi lo chuyện đạo lý, thì một nhà quản trị tốt, sếp của ông Ký phải đặt vấn đề là có nên thay thế ông Ký hay không, là có nên cắt bỏ luôn cái chức vụ đó hay không. Không biết người Pháp có thành ngữ nào tương tự như là no pain no gain như của Mỹ hay không, tức là không làm không có ăn à. Ông Huỳnh Tịnh Của có thể chuyên lo chuyện đạo lý vì ông ta không có chức vụ quan trọng và không lãnh lương cao. Chị NLTNL ơi, lâu lâu chị có thể lạn một vài giờ để đi mua sắm ở Macy thì ok, nhưng lạn hoài thì sẽ được ban khen thưởng màu hường đấy. Màu hường tức là cái giấy người ta chỉ trích đó. Ở bên Mỹ này cái giấy màu hường là cái giấy chỉ trích, cái giấy người ta kiểm điểm. Có hai tập hợp độc lập. Tập hợp thứ nhất là tập hợp của người Việt Nam học giỏi, bằng cấp cao, bác học thông thái như Hoàng Cao Khải, Phan Thanh Giản, Patrice Trương Viễn Ký, Nguyễn Đình Chiểu, v.v. Thứ hai, tập hợp của người Việt Nam yêu nước tích cực như Trương Công Định, Phan Đình Phùng, Cao Thắng, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huynh. Yêu nước bằng mồm không thể không tính ở đây. Câu hỏi của tôi là những người học giỏi có nhất thiết phải là những người yêu nước hay không? Anh Trần Nam Bình có thích trả lời câu hỏi này không? Ông Trương Viễn Ký có phải là một nhà bác học không? Potato, tức là có lẽ, perhaps, maybe cũng được. I buy that. Ông Trương Viễn Ký có phải là một người yêu nước tích cực như Trương Công Định không? A big no, tức là một số không to tướng. Cha tôi là một công chức hạng gần chót ở Bưu điện Sài Gòn và không bao giờ có một hành động nào được coi là chống chính quyền Pháp. Và không một ai trong gia đình tôi nói khác đi, như tôi đã nói trong email trước, ông Trương Viễn Ký là một bộ mặt sáng lạng trong cái đám collabo thời đó. Thì ở đây giải thích cái chữ collabo theo một từ điển Pháp, chữ collabo có nghĩa là l'ennemi de 1940 tới 1945, là tạm dịch là tay sai cho quân thù, là pháp gian. Ông thiện giữa một bầy ác ôn, nhưng những người ủng hộ đã nói quá, đã bôi bóng ông ta đến mức lố bịch. Nếu vẫn tiếp tục khẳng định ông Trương Vĩnh Ký là không phản quốc, không bán nước, thì chúng ta phải đánh giá lại ông Trương Công Định như là tên bất lương, một tên ăn cướp, một tên phá rối trị an hay sao. Cái này, đây là cái câu mai mỉa. Tôi thích ông Tôn Thọ Tường hơn vì ông ta không đóng góp nhiều vào sự nghiệp thực dân của người Pháp, nên không cần ai biện hộ mạnh mẽ giùm ông ta. Ai về nhánh với Châu Công Cẩn, thà mất lòng anh được bụng chồng. Đây là cái câu của Tôn Thọ Tường. Đến đây thì tôi cũng phải kéo cửa trắng đầu hàng, không muốn bàn luận thêm nữa. Tất cả các vị đã lên tiếng về ông Trương Vĩnh Ký đều đúng và tôi thì sai. Tại sao? Vì có lẽ tôi chẳng còn luận cứ mới mẻ nào để phản bác lại. Và vì tiếp tục qua một vài email nữa, tôi sẽ được gọi là thằng An, như là thằng Thiệu, như là thằng Bùi Bảo Đồng. Có ai đã sẵn sàng đi order một cái nón cối chưa? Nhớ hỏi tôi vòng đầu để tôi đổi nón cho vừa vặn. Tức là chụp mũ đó. Còn bắt tôi phải chấp nhận tất cả những gì đang đăng trong Wikipedia thì là một điều khổ tâm cho tôi. Thưa anh Hoài, ai lại muốn dạy những xảo thuật mới cho một con chó già? Cái tên thân mến, Nguyễn Thái An, ngày 21 tháng 5 năm 2009. Đón xem kỳ sau. 13 năm sau, cô học trò Trinh Nữ Kiếm nhận ra thầy Nguyễn Thái An rất đúng khi gọi ông Petrisky là tay sai của giặc.